Sáng nay ngày 7 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang tổ chức hội nghị trao đổi thông tin với nhân dân về việc thực hiện dự án đường cao tốc Hòa Liên Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông thành phố Đà Nẵng. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ban, hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo huyện Hòa Vang, các sở ban ngành và nhân dân ba xã có dự án đi qua là Hòa Liên, Hòa Sơn và Hòa Nhơn. Dự án đường cao tốc đoạn Hòa Liên Túy Loan có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,5 km. Có điểm đầu tại vị trí tiếp giáp nút giao Hòa Liên, điểm cuối tại vị trí tiếp giáp nút giao Túy Loan thuộc địa phận xã Hòa Nhơn. Với quy mô phân kỳ 4 làn xe, quy mô mặt cắt ngang bề rộng nền đường là 22 m, bề rộng mặt đường xe chạy 14 m, giải phân cách giữa 0,5 m, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.100 tỷ đồng. Việc đầu tư phát triển mạng lưới giao thông vận tải nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đảm bảo an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Dự án cái tuyến đường cao tốc La Sơn Túy Loan là cái dự án này là rất là cần thiết. Vì hiện nay cái tuyến đường này hiện trạng thì cũng đã xuống cấp. Lưu lượng xe thì đi rất là đông, không có điểm chiếu sáng, thường xuyên là xảy ra tai nạn. Vì vậy là huyện Hòa Vang, xã Hòa Sơn, xã Hòa Liên và xã Hòa Nhơn luôn luôn ủng hộ để thực hiện con đường này. Hiện nay thì Bộ Giao thông đã phê duyệt chủ trương đầu tư được khoảng 2.154 tỷ đồng và thành phố cũng đã mời huyện xuống họp bàn về công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Huyện cũng như các xã đi qua tuyến đường này rất quyết tâm thực hiện cái việc này. Người dân ba xã huyện Hòa Vang cho biết, trước đây dự án đã triển khai nhưng tạm dừng 3 năm nay. Việc kéo dài dự án phần nào ảnh hưởng đến tư tưởng cuộc sống người dân, nhất là lo lắng về giá cả đền bù, chính sách hỗ trợ tái định cư không theo kịp với biến động thị trường bất động sản, vật liệu và công xây dựng. Đề nghị ban quản lý dự án khi thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường cho nhân dân, đặc biệt khi lưu đường tránh ảnh hưởng đến rạn nứt của nhà dân bên cạnh khi thi công tuyến đường. Nhìn chung người dân rất đồng tình kiến nghị dự án cần sớm triển khai và bố trí tái định cư tại chỗ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Qua cái hội nghị này là chúng tôi kỳ vọng là lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cũng tạo những điều kiện thuận lợi. Thứ nhất là bên chủ dự án, chủ đầu tư và cũng như là làm những công tác mà gọi là tư tưởng đối với nhân dân, bởi vì nhân dân chúng tôi cũng sẵn có cái sự cảm tình đối với chính quyền Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang. Cho nên tôi cũng mong rằng là quý vị cũng tạo những điều kiện thuận lợi tốt hơn để cho hai bên được là kết hợp một cách là hợp tác một cách thỏa đáng để cho dự án này được sớm hoàn thành theo nguyện vọng của người dân chúng tôi trong cái về sự phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Hiện tại đất thì chưa đo được cái con số mà thực tế thì tôi chưa nắm được, nhưng mà gia đình tôi là vẫn là yêu cầu, tại vì xã hội phát triển. Thành ra là gia đình tôi rất yêu cầu sớm để làm con đường đó nhanh hơn và gia đình tôi là ủng hộ cho nhà nước làm con đường đó còn sớm hơn. Được biết dự án đường cao tốc Hòa Liên Túy Loan đi qua địa bàn ba xã huyện Hòa Vang có 160 hộ dân phải di dời giải tỏa. Dự kiến dự án sẽ phê duyệt đầu tư vào cuối tháng 6 năm nay.